Chào các bạn trở lại với video tiếp theo của Can Fit Củ Chi. Hôm nay mình nhận được cái con Man PC GAH110mm DS2 nha các bạn. Review 1.0 thì hiện trạng của con này là mình kích nguồn không được nha các bạn. Bây giờ bắt đầu mình sẽ mở 3.3 trên cạc test có nha các bạn, nhưng mà mình kích nguồn không có được. Rồi các bạn thấy là led 3.3 đã sáng nha các bạn. Đây đó, đã sáng rồi. Bây giờ bắt đầu mình sẽ kích nguồn cho các bạn xem là máy có kích nguồn được không, quạt này có quay hay không nha các bạn. Đây đó, các bạn thấy là mình sẽ không kích nguồn được. Đó, kích nguồn không có tác dụng nha các bạn. Đó, cạc test không có nhảy. Sau khi mình tháo CPU và RAM ra ngoài rồi nha các bạn. Bây giờ bắt đầu mình sẽ đo xem cái chân BSO này có không nha các bạn. Tiến hành mình sẽ đo ngay chân BSO. Rồi các bạn quan sát đồng hồ. Mình sẽ đo cái chân xanh lá nha các bạn. Kiểm tra cái chân BSO trước. Rồi chân này có 5V nha các bạn. Ok. Bây giờ bắt đầu mình sẽ kiểm tra ngay cái chân kích nha các bạn. Chân power button nha các bạn, xem là nó có hay không. Cái chân này đáng lẽ nó phải là 3V mới đúng nha các bạn. Đó, cái chân này phải 3V mới đúng nè, nhưng bây giờ nó còn có 1V 2 1V khoảng 1V 3 nha các bạn. Và tại cái chân này nó sẽ có một cái con diode 6 chân nha các bạn. Con này là nó ghim tại cái chân này. Bây giờ bắt đầu mình sẽ tháo bỏ cái con diode 6 chân này ra. Nó dáng như con diode zener nha các bạn. Đó. Tại cái chân power button. Bây giờ mình sẽ tháo bỏ cái con FBE SD1 nha các bạn. Đây là cái con diode zener 6 chân. Đó, mình bây giờ mình sẽ tiến hành gỡ bỏ con nó ra. Xem là cái chân đó nó có lên được 3V không nha các bạn. Rồi mình tháo cái con 6 chân này ra nha các bạn. Rồi mình sẽ bỏ con này luôn. Bây giờ mình sẽ đo lại xem là chân có tụt chân nào. Rồi mình sẽ cắm nguồn và đo lại xem là cái chân 3.3 này nó có lên được 3V này các bạn. Chân power button. Rồi lên được mức cao nha các bạn. Ok nè. Như vậy nguyên nhân là khả năng lỗi con đó rồi nha các bạn. Bây giờ bắt đầu mình sẽ kích nguồn cho các bạn xem là cái cạc test có nhảy không nha các bạn. Rồi sáng đèn quạt quay nha các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ gắn RAM và CPU để thử nha các bạn. Ok nè, quạt quay nè. Cạc test sáng đèn nha các bạn.
Ok đó, sáng đèn. Rồi bây giờ bắt đầu mình sẽ gắn ram và CPU để thử. Mình sẽ tiến hành gắn ram và CPU để thử nha các bạn. Vệ sinh sơ cái con CPU và cái RAM này nha các bạn. Đó, sau đó mình sẽ gắn vào để thử. Như vậy nguyên nhân ở cái con H110M DS2 này là do bị lỗi cái con diode zener nha các bạn, ghim tại cái chân power button nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ vệ sinh. Chùi cái chân, mình sẽ vệ sinh. Sau đó mình sẽ ráp vào nha các bạn. Rồi 1M, chùi cái em RAM này luôn. Rồi mình sẽ gắn vào. Sao đó, xem cái men có ok không nha các bạn. Trước tiên mình sẽ gắn speaker nha các bạn, gắn cái lo để xem coi nó có tiếng beep hay không. Rồi thử thôi. Rồi kích nguồn nha các bạn. Rồi ok, tiếng beep đã vang nha các bạn. Rồi bây giờ bắt đầu mình sẽ gắn ram vào và cho cái men xuất hình nha các bạn, xem là cái men có xuất được hình hay không. Rồi bây giờ mình kết nối cái men với cái màn hình nha các bạn. Bây giờ mình sẽ kích nguồn xem cái men có hoạt động và xuất hình không nha các bạn. Rồi như vậy máy đã xuất hình nha các bạn. Như vậy nguyên nhân ở cái con H110 DS2 review 1.0 nha các bạn là do bị lỗi cái con diode 6 chân ghim tại cái chân power button nha các bạn. Sau khi mình tháo bỏ cái con đó thì cái chân đã lên được 3V và mình đã kích được nguồn nha các bạn. Rồi video mình xin kết thúc tại đây, hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo. Chào các bạn.